theo kế hoạch, kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 4 tới đây. Cuộc họp thống nhất nội dung của kỳ họp vào chiều nay do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chủ trì. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét thông qua các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân trình, gồm tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế huyện, tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, tờ trình về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, tờ trình về việc điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đợt 2, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024, tờ trình điều chỉnh nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, tờ trình quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 và tờ trình về việc giao biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo tờ trình kèm nghị quyết, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thời gian và quy định của pháp luật.